Nào xem đây. Đấy, đấy, đấy. Con về tương lai về về phụ giúp chặt gà cho bố vợ chứ đúng không? Nào. Rồi. Rồi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Sao lại cứng như thế này? Bánh á. Ui giời. Người ta băm 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 dâu cho lên nhà này. Ui giời. Ui. À đây rồi, đây rồi. Đấy, nhìn này. Ui đây. Ui trời. Chậm như đất thế. Cho thớt nó hơi nhỏ rồi nha. Chút kinh nghiệm. Ôi rồi. Anh nào đi đưa hết cho ngoài đất thế. Anh này anh tập. Ui rồi. Ui. Này chặt đi. Sờ vào đây này. Chặt khứa vào đây này. Không biết khứa hả? Cháu thế này làm sao mà cháu lấy được con gái nhà bác hả? Này 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 khứa đây này, như này đúng chưa? Này đấy, để bố vợ phải trang mặt để thể hiện cho này. Này khứa đây, nhìn thấy chưa? Đấy rồi, thế chặt đùi này, chép cái đùi này, nhìn vào đây này. Mày thế này thì làm sao mà lấy được vợ con nhá? Ui giời, đấy thấy chưa? Khứa đi này, này đấy, chỉ được cái mồm thôi, nói suốt ngày thôi. Mày lượn nó đi. Mày lượn đi ra để ra để tao xử lý cho nha. Này thì thôi, con dẻ khác chứ con dẻ này khả năng không được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất tại Việt Nam mỗi ngày.